Tuần lễ văn hóa ẩm thực chay có chủ đề Mùa sen nở, phục vụ hơn 300 món ăn chay và hơn 50 loại thức uống chay như cơm gạo lứt, cháo yến mạch, bún riêu chay, nem bưởi, bánh xèo gấc qua hình thức buffet và tự chọn cùng với sự tham gia của gần 80 đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Cô đến để trước nhất là cô ăn chay để tìm hiểu những món thực phẩm chay thuần Việt của Việt Nam mình. Cái thứ hai nữa là cô vô đây để thưởng không khí của cái đầm sen nó mát mẻ. Ngoài ra, lễ hội còn giới thiệu các món ăn ngon, lành và thực dưỡng, các gian hàng triển lãm văn hóa phẩm, hàng lưu niệm, đặc sản vùng miền. Bên cạnh đó còn có những hội đàm sức khỏe và chương trình văn nghệ. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực tại lễ hội từ 10 giờ đến 21 giờ mỗi ngày trong suốt tuần lễ. Doanh thu bán vé sẽ được dành tặng quỹ từ thiện để ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Giá cả các món ăn dao động từ 10.000 đến 30.000 đồng một phần. Vé dùng buffet chay là 150.000 đồng một người, được miễn phí vào cổng công viên văn hóa Đầm Sen.